Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu ấy, một thuở nọ Thế Tôn an trụ ấy, xa về thành kỳ thủ viên trung an. Chớ tăng câu hỏi rất đông ấy, tin ra tại sao bây giờ Phật mới lên đường ấy, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành đạo ban lộ đành rằng măng thấy núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến phần lại đóng chương, vội vàng xin phần dạy tường ơi, thầy là từ phố ba phương bốn loài ai ai cùng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương cô ăn. Phật rằng trong các môn đồ ấy, ngươi là đệ tử đứng đầu dạy công ấy, bởi chưa biết đụng trong cho rõ ấy, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dầm bấy lâu ấy, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chẳng cũng có ông bà cha mẹ hoàng thân ta hoặc kẻ ta sanh nam. Luân hồi sanh tử tử sanh lộn thân đời trước khi hài còn đây, ta lẽ bái kính người tiền bối và ngắm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hồn tạm chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa, có coi ai ngươi chịu có xem soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam mà để cho phân biệt khốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đừng a nan trong lòng tha thiên ngay, biến làm sao phân biến khỏi sai, ngài bèn xin phân chí bài, vì khó chọn lửa gái trai lúc này, còn sanh tiền dễ bề sắp đặt cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi ra sát tiêu hình. Xương ai như nay khó nhìn khó phân, ai phẩm mới bảo nàng nên biết, ai xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm
có biết cớ chi nên nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con bà đâu uyên ra, tám hồng bồn đâu sữa hòa nuôi con anh. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, thương đàn bà nên nhẹ hơn trai. Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào bảo hiểu xong thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cưng nhọc, sanh đặng con thập ngoạn cưu mang. Ngày tháng đầu thai đậu tở sương, ngày mai chiều dịnh dữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ công xương, ai lại thêm đủ lỗ chân lông, mới cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, chín tháng thì đầy đủ bóng hình, mười tháng thì đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô nghênh làm buồn thân mẫu, nó vậy vùng đám quấu lung tung, làm cho cha mẹ hái hùng sự đau sự khổ con cùng tỏ vân ngay. Khi sản xuất muôn phần an lạc ngay, cũng ví như được bạn được vàng ngay. Thế Tôn là bao a nan ngày ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gốm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vẫn chẳng lay. Thứ tư ăn đắng uống cay, ai để dành bùi ngọt đủ đầy cho con em. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ai ước mẹ nằm có rau phần con ấy. Thứ sau bú sữa nhai con, mai miệng con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, dặn đồ chớ của trẻ
chia riêng. Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo, điều thứ chính miễn con sung sướng, giàu phải mang nghiệm chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuông ấy dành cho con khác cuộc thánh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Phần lại bảo nan nên biết ai trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người mười phần mê mỗi cả mười không tường ân trọng đức dày xong thân. Chẳng kinh mến quên ơn trái đứng, ngày không xoan thương dưỡng dục cụ lao. Ấy là bao hiếu mặt giao, ai vì những người ấy đời nào nên thân an. Mẹ sanh con cứu mang mười tháng, cực khổ giường cánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng về thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sẵn sàng hiểm nguy chi xiên, sẵn đặng rồi tinh huyết dâm dê. Ví như thập huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc mê ăn đắng cay bùi ngõ phần. Con ngày phải tâm phải giặt rửa trôn, biết rằng giờ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chân. Hoặc khi ghé chốc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần tham thương em. Trọn ba năm bố nương sợ mẹ, gầy mòn nào nể với con ấy. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy báo cho con vỡ lòng. Cho đi học mở thông trí huệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn. Ước mong con được nên thân, ấy dầu cho cha mẹ cơ bần quan chi. Con nào ôm tấn thề lo chạy, dầu tốn hao đến mây cũng đành. Khi con căng bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sanh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuấn thì trở lại bài ngô mang trợn mắt, khinh
trướng huynh nộ nàng thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không phân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trái ngang chống ban mọi đàn ra vào lui tới mắng càng ngược trên năng. Vì lỗ mãn tánh quen càng bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bản lành theo cùng chúng giữ, nên tầm quen làm sự trái ngang. Ai nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Chưa còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai. Hoàng đi buồn bán kim lời, hoàng vào quân linh với đời lầm không an. Về ràng bố đồng không mối nợ, hoặc trở ngăn về vợ về con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều vô ý mà thôi. Sau khi phá hên của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cơm hoặc là bài bán, phạm tội hình tù ráng phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng. Hay tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao sáng buồn rầu. Thương con than khóc âu sầu, có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh. Hoàng bệnh nặng vì thương quá lẻ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tự điếm phố phường ngạo du âm. Cứ mãi mía với đồng bất chính, chẳng mấy khi thần tình mổ khang. Làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoàng cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi điều ôm đau đói rách kêu riêu. Con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương em. Phần con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa. Cần lao phụng dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúng tùng phố xuân giá, lo bởi
chồng chẳng xa bên mình à, trước còn lại vãng đến thăm à, lần lần nguôi lanh biển tâm biển nhà. Quên dường dòng sống thân ân trọng à, không nhớ công mang nặng đẻ đau à, chẳng lo bao bổ cụ lao ấy làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai à. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng à, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên à, chớ chi chồng đánh à, liên miên ấy à, thì cam lòng chiếu chẳng phiền chẳng than à. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ à, nói không cùng nghiệm vợ vai mang à, nghe Phật chi rõ mọi đàn ấy trong hàng đại chúng lòng càng tham thai âm về xuống đất lấy cây lấy củi ấy đập vào mình vào mũi vào ống ấy làm cho các lỗ chân lòng mà thái đều rơm máu ướt đầm cả thân an. Đến hôn mê tâm thần bất định à, một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn con quá thần tội nhân ấy, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù à, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc ngay dù càng dường như nát như tan an. Tội tình có nỗi than vang ấy làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu, trước Phật tiền ai cầu trần tổ xin Thế Tôn mẫn cố bi. Làm sao bảo đảm thù ân ai tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình ai phần bèn dùng phạm thanh sao món ai phần tỏ cùng đại chúng lắng nghe ân cha nghĩa mẹ nặng nề không phương bao đáp cho vừa sức đâu à, vì có người ân sâu dốc trả cộng mẹ cha tăng cả hai vai âm dám tu gì nổi chẳng sai à, đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa vì có người gặp cơn đói ré cây nuôi sống thân dẫn hết thân này xương nghiền thịt tan phân thay trai trăm ngàn kiếm ăn đây chưa đồng ai vì có người vì công sanh dưỡng tự tay mình quen túng xong ngươi à, chịu thân bồ tôi như vậy đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đau ân vì có người cầm dao thật bén à, mổ bụng ra rung hanh tâm can à, huy ra khắp đất chẳng than à, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết bao
trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì công dưỡng dục mà tự treo mình. Vì có người xương nghiền ra mở hoang dùng dao chặn bữa thân mình. Xương ta tỉnh chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người về công dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan ai làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay đều kinh khủng mới dọn lễ tràng có nỗi cấm ngăn đồng thanh bánh phân lời rằng làm sao trả đặng ân thâm sống đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này. Các người muốn đam ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng cùng ăn năn những tội lỗi xưa cũng vừa tam bảo sớm trưa cũng là tu phước chẳng chừa món chi ân. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử thẩm phương tăng đều dự lễ này sắm sanh lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dâng anh đặng cầu nguyện sống đường trường thọ hoặc sanh về tịnh độ an nhàn ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kính lại Phật pháp tam quy bậc nhất giới trai. Nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây vũng hành. Được như vậy mới là cõi tội bằng chẳng về ngục. Tôi phải say trong năm đại tôi kể ra bất hiếu thứ nhất thật là trong thai âm. Sau khi chết bị đày vào ngục mê ngủ vô giác cũng gọi a tỳ ngục này trong núi thiết vì văn phên bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhân anh thái thành than có lò nấu sẵn cho tan rót vào trong miệng tội can hành hình. Vì bấm mình thọ khổ lòng thịt ra máu đổ tràn lan là có cho sắc căng gan phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân nằm khắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng
nó gia phòng tình thao em. Mong bằng sáng thương đau gươm giáo trên không trung đỏ tháo như mưa gặp ai chém nay chẳng chừa làm cho thân thế nát như như thương anh. Nhưng hình phạt vô phương kể nay mọi ngục đều có cánh trị riêng ấy như là xe sắt phân thay chim ưng mổ bụng trâu cày lưỡi. Nếu mà đắng chết liền đã đỡ vì nghiệp chiếu không nỡ hành thân ấy, ngày đêm trên sông muôn lần đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân chúng người đều phải ân cần thừa hành can bi phân trần khoáng trên an. Nhưng là phải kinh này in chép mà truyền bá ra cho khắp đông tây, như ai chép một quyển này vì bằng đặng thấy môn vì thế tôn an. Nếu in được ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thay phần vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên ấy chư Phật ủng hộ như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sanh về cõi thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khám trong tứ chúng một lòng kính vâng an. Lại phát nguyện thà thân này nang ra bụi cho muôn kiếp chân này, dầu cho kéo lưỡi trâu cày đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên nang. Vì như bị ba thiên đao kiếm khắp thân này đâm chém phân thay, hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn ra đời đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên anh. Đừng nan kiền thiền đánh lễ cầu tế tôn đằng đề hiểu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh về bề phung tụng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo á nan nên biết quyển kinh này quá thiện cao xa, đặt tên bảo hiệu mẹ cha cũng là ân trong thần là chân kinh nam. Các người phải giữ gìn châu đáo đặng đời sao y giáo phụng hành. Sau khi phận rơi đánh ranh bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui.
thầy một lòng vâng theo lời Phật ấy và kính thành tín chân vẹn tuyên ấy đồng nhau trở lại phần tiền. Nhưng tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà ba la mận đa thâm kinh tâm trí tuệ thâm thân rộng lớn sáng trong ngần chẳng bớn mây trần. Lâu lâu một tâm khiến chân bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh trải lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quán Từ Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thâm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì đổ tân ca không chi khổ anh trong thức tâm hiền cảnh sắc ra sẵn công chung ở một nhà không chẳng kháng sẵn sẵn nào khác không ấy ấy sẵn tương cũng đồng không tương không tương y như tường sắt kia thủ tướng hành thân phận chia cũng lại như vậy cũng về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó ca pháp kia tướng nó luôn trần chẳng sanh chẳng dân thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mong cớ ấy nên cõi trên công giới thế lão lão vô ngài thượng chân vốn không ngủ quân âm thần sao căn chẳng có sao trần cùng không ai thấy rộng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thức giới cũng không mê tấn công sáng suốt đại đồng ai vô minh chẳng có mưa hồng hết chi vẫn không có thân gì già trên uống chi là hết trên già sao cứ đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi âm do vô sở đắng lệ tăng cả nhân pháp kia đều xa nhĩ không bận lòng tri huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngài có chi cùng bó từng xa lìa mong tướng đáo điên tâm không rõ chủ viên niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phẩm y đàn mát nhà đã bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bát nhã là hơn pháp môn tội thắng cõi chân mau về thiệt thần chú linh trí đại lần thiệt thần chú đúng bậc quang minh
thượng oai linh ấy Chúa vô đẳng thanh thanh oai thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ thân tình lòng gian ngộ vô sơ thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng thiên đệ yên đế bà la yên đế bà la thần yên đế bồ đề tam bà yên đế yên đế bà la yên đế bà la bành hào hiện hiện phong quang xoay vần chiếu sáng di sang năm tòa cầm thân nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tứ đại hải dương hào quang hóa phật không lường hóa chung Bồ Tát số đường hằng hà độ chúng sanh liên hóa chính phẩm mây nương lạc ban là cảnh tây phương ngày chỉ thành thâm niệm chiếu chương hiện tiền thanh chúng dẫn đường quán sanh Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đời từ đại bi thiêm dân đạo sư A Di Đà Phật Nam mô 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 đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy ngày rằm tháng bái gấm hồi vu lan Phạm Vũ Huy Hoàng. Đô hương đánh lễ mười phương tam thế Phật Pháp Thánh Hiền nói gương đứng mong kiền liên. Nguyện làm con thảo mẹ dạy đau khổ ấy, ba năm nhủ bộ ấy, chính tháng cưu mang không thương lo toan ấy, quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cậy có công cha chẳng quan già sanh nhai làm lộ ấy quê cùng hoàng bộ phấn đấu nuôi con ấy, giáo dục vuông tròn đem đường hồng đạo đệ tử đại sen ngay chỉ thành cung kính anh đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên rú lòng lân mẫn hộ niệm cho em bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời án đạo xa lìa trong thành Phật quả ngựa trong ca đức Như Lai khắp cõi hư không mây từ bi gia hộ phong kinh công đức hạnh vô biên thọ.
thân phước trời hồi hướng ơi vô miền phàm giới chư chúng sanh này thông vạn vô lượng quang Phật sáng ơi nguyện minh liệu vô nguyện tội chứ tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây vô tình độ trung cử phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiến phận ngộ vô sanh bậc thôi Bồ Tát vì bàn lữ nguyện dĩ thử công đức phổ cầm những thế ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành phân đạo tự quy Phật cả đệ tử và chúng sanh